chào các bạn. Bây giờ là cái bữa mà Phú hay rất là dễ hay bị đói ấy, nên là Phú cần ăn vặt ấy. Mà trưa cũng gần đến bữa trưa ấy, nhưng mà bây giờ đói quá rồi. Nên là mình sẽ đi pha một ly ngũ cốc. Ngũ cốc nhà mình thì thông thường là mình pha với đường thốt nốt nha. Đường này là dạng đường chảy nha. Ngày xưa mình có bán đường thốt nốt ấy, nhưng mà bây giờ mình lười, mình nhắc mình bán quá. Nhưng mà mình vẫn mê đường thốt nốt lắm, nên là mình vẫn để tích trữ ở trong tủ lạnh ăn dần. Đây là cái hũ đường thốt nốt, đây là dạng đường chảy nha. Ngũ cốc nhà mình này, ngũ cốc bố mình làm này. Ngũ cốc bố mình làm ha. Bố này trên nhà kêu đấy. Mình chuẩn bị đây cái ly này. Chuẩn bị sẵn hai cái thìa canh này. Thìa canh rất to. Thì canh này ví dụ như mình lấy ngũ cốc này, mình pha ngũ cốc này, mình cỡ hai thìa thôi. Một thìa này. Mình định lượng cho các bạn luôn hai thìa ha. Hai thìa canh. Mình uống vừa, không đặc quá, không lãng quá. Rồi mình sẽ mình lấy thêm một thìa đường thốt nốt như vậy. Bỏ đây. Ok. Đói quá. Rất là nhiều việc. Mọi người ấy thì là trong cái thời gian dịch ấy thì là thất nghiệp, nghĩ cái ăn, nhưng mà thực tình mình bận ấy không có thời gian ăn uống nước luôn. Mình sẽ lấy một ít nước nguội này, đổ vào đây này. Ít thôi nha quý vị. Đó, vừa thôi nha. Xong rồi đánh đều lên một tí xíu. Đánh đều lên. Xong ngũ cốc nó tan ra. Ngũ cốc bố mình làm ấy. Mới đánh lên ở nước nguội này là cũng là thơm lắm rồi nha. Thơm lắm rồi. Xong rồi mình mới cho nước sôi nhá. Nước sôi mình vừa đun xong bằng ấm siêu tốc ở đây. Cảm ơn em Trâm đã đun cho chị nha. À cái ấm này chị đun chứ quên. Ok. Đó. Bữa xế. Bữa xế của mình cái thói quen này từ lúc bầu đẻ cho đến bây giờ đấy, thì mình vẫn uống hết. Thì rảnh rảnh mình lại pha ngũ cốc. Thơm không em? Thơm, thơm. Đó. Mình được uống ngay nhá. Mình pha cho nó ngấm một lúc ấy. Giống như là cho ngũ cốc nó nở ra. Cho nó một chút xíu, bây giờ nó cũng đang nóng quá đó. Đó. Mình chỉ uống vừa vừa thôi chứ mình không thích uống đặc quá. Còn nếu bạn nào thích uống sánh sánh thì các bạn có thể là pha với cả nước sôi ấy, ngâm lâu lâu một chút ấy, để nó sẽ tan và nó nở ngũ cốc ra.